Marvin xin chào mọi người. Lâu lắm rồi mới quay video Marvin được. Đợt này là lao động chân tay hơi nhiều. Không là nó ảnh hưởng mưa bão. Mất một tuần mình bị ốm vì cái gọi là sốt virus, mất một tuần. Tiếp sau đấy thì lại được mấy ngày nắng oi. Rồi vừa rồi thì là bão, cho nên nay mới quay được. Đây Vin nữa đây. Đưa. Con ném không? Cầm đây ném cho. Vin. Đây là két. Đây là con của Siro này. Con Siro đằng trước. Đang cho ở cùng với Vin. Vin có chơi thì Vin cầm bóng ra đây ném cho. Hả? Để đấy không không. Đưa luôn, để luôn ra. Đây hôm nay tiện cái video thì cho mọi người xem luôn cái bây giờ là cái cám cám ba hồng nó đổi mẫu này, hạt nó hạt bé này. Này Vin. Vin. Đây. Đấy. Nó làm cho con nên là nó làm hạt bé như bao vàng. Vin. Đấy, ai mà lại nhắc lại ai mà cho chó ăn mà nó hỗn cứ nắm tay vào, không có con nào nó cắn vào tay cả. Xẻ tay ra cho ăn. Rồi. Ok. Thì cái bao hồng này bây giờ nó đổi mẫu nhá. Nó vẫn ở trong kho, vẫn còn cái mẫu cũ lẫn với mẫu mới đấy, nhưng mà nếu mà ai mà có lấy mà vào cái bao mà hạt nó bé bé như này thì đấy là nó đổi mẫu. Và nó có thêm cái một cái logo ở trên cái bao bì của nó. Small gì đấy. Rồi ok. Đấy bao hồng đấy là mọi người dùng nhiều nhất thì bây giờ là dùng cho chó con thì sẽ tiện. Dùng cho chó 2 tháng thì sẽ rất là tiện. Cho ăn dặm cũng được. Ăn dặm thì thực ra mà nói ăn dặm thì cái đúng của nó là bao vàng cơ. Bao vàng như bao vàng thì nó đắt hơn. Tiết kiệm cũng có thể cho ăn bao hồng được. Đấy thì cám với lại chibi với canxi mọi người mà ai cần thì cứ liên hệ qua số điện thoại với lại Zalo 0981115000. Ship toàn quốc. Đây con két này thì nó đang cái tuổi lớn này. Đang tuổi chó choai nó nghịch. Này. Hai đứa cùng nhặt bóng xem đứa nào nhặt được. À két tìm thấy nhưng mà két nhường cho Vin. Ê, con chó con nó đuổi ra chơi. Vin đưa đây. Đưa. Đưa anh. Ai cho đớp vào tay. Tóm được không? Quả quá dày. Quá khó để bắt. Rồi mấy con nhóc con toàn đi ra đấy nạt cho nó đi tí cho đứa ổn. Đấy. Cứ có quả bóng là chơi là sướng nhưng mà như bình thường thì mình thấy nhiều người là cũng lấy quả bóng này nhưng mà nó được bền lắm, nhưng chó nhà mình thì nó phá. Nó chơi nó gặm là cứ xác định là khoảng tầm tháng rưỡi là tốn một quả cho mấy con tháng rưỡi đến 2 tháng là sẽ tốn một quả cho mấy con đực với lại mấy con cái mà nó trưởng thành rồi. Còn bọn chó choai thì nó lại ít phá hơn. Đưa đây. Chó choai thì nó lại ít phá hơn là cái con chó to. Kiểu chó to nó không có hóng sủa linh tinh nữa, thành ra nó tập trung vào cái việc nó chơi. Đẹp dài không? Pin đẹp dài không? Ôi trời ơi. Anh đã bắt ngược hướng nhưng mà vẫn bắt được. Chấp nhận. Cầm vào đây. Cầm vào đây, con két nó không chơi đâu. Có chơi tiếp không? Cầm vào đây nào. Cầm vào đây anh ném cho. Vin. Cầm bóng vào đây. Bóng đâu? Nhặt vứt đấy á. Phải đưa đây cho anh chứ nhỉ. Nhặt vứt đấy còn nói năng gì. Đưa đây. Két. Ê, của bác của ông Vin ấy chứ không phải chuyện đùa đâu. Két này phải gọi Vin bằng ông ấy.
Xuất sắc, trời ơi, quá giỏi. Giỏi đấy, xuất sắc đấy. Nào đưa đây, tiếp tục. Nhìn về phía đằng trước. Được, xuất sắc. Đỉnh đấy, cầm đây. Cầm đây, quả bóng này thực ra là nó hơi bé. Nếu quả bóng to nó dễ nhìn hơn vì quả nó rất là dày. Nhưng bắt được là quá xuất sắc. Vin cầm đây, cầm bóng đây. Đưa đây. Rồi, ok. Đấy, mọi người mà nếu mà cứ thích chơi với chúng nó theo kiểu này ấy, là thu bóng phải cho chúng nó chơi tiếp chứ thu bóng đừng cất đi. Vì thu bóng cất đi về sau còn lâu. Về sau còn lâu chúng nó mới cầm bóng lại thôi. Được, rồi. Rồi, hơi bị đỉnh cao luôn. Vin là gọi là hơi bị đỉnh cao. Rồi đưa đây. Đây, nhặt sẵn cầm sẵn về chân đây này. Đấy. À, quả này quả bóng nó bay ngược. Sân vận động này hơi bị không đạt tiêu chuẩn. Vì sân vận động này không đạt tiêu chuẩn vì là sân vận động này nó lồi lõm, nó không đều. Nào. Được. Xuất sắc đấy. Được. Ok. Nào, lại đưa về đây chơi tiếp hả? Chơi tiếp đúng không? Đây này mọi người nhìn nào. Cầm bóng về đặt ở chân, nhả bóng ra để cho chủ ném. Thế nó gọi là chơi với nhau. Được, trời ơi. Sao Vin hôm nay mẹ, bây giờ trình độ bắt bóng của Vin xuất sắc lên đấy. Rồi, ok. Thả tim. À có cái là kênh nó đạt được 100.000 sub, là 100.000 người theo dõi là nó được nút bạc rồi. Nhưng mà nó đang gửi bưu điện, mới thấy bên bưu điện nó mới hỏi thăm cái căn cước công dân để nó làm cái thủ tục hải quan. Nó gửi về cho chắc trong tuần này là sẽ nhận được cái nút bạc YouTube nhỉ. Công lớn của Vin ấy, không phải chuyện đùa đâu. Vin cầm quả bóng về đây. Công lớn của Vin đấy. Đâu rồi, Vin để bóng ở chỗ nào quên rồi. Để chỗ nào, hình như là để gần bát nước ấy cơ. Có phải không? Hình như là cầm gần về bát nước rồi. Tìm xem ở đâu. Hơi bị khó đấy. À, mấy người gọi điện hỏi cho con, nhưng mà đợt này mọi người hỏi cho đực thì chạy đang hết cho đực rồi. Còn hiện tại bây giờ còn có 3 con chó cái thôi. Cho con còn 3 con chó cái thì hết cho đực rồi. Thì mọi người mà thích cái con chó đực thì mọi người sẽ chờ ở cái đàn chó con tiếp theo. Thực ra nuôi gia đình ấy, nuôi con cái là sẽ dễ hơn nuôi con đực. Thì mọi người cân nhắc. Còn con đực ấy thì là nó to nó đẹp hơn. Nhưng mà nó to nó khỏe lắm. Mọi người phải gặp trực tiếp con chó thì mọi người mới biết được là cái con chó nó to thế nào. Chứ nhìn ở trên video thì nó không to lắm đâu. Nhưng mà thực ra con chó 50 cân nó to lắm. To khủng khiếp ấy. Chứ không phải nó to bình thường. Nuôi gia đình là... Nuôi gia đình, nếu mà nuôi gia đình như bình thường thì nuôi con cái nó sẽ phù hợp hơn là con đực. Còn gia đình mà rộng rãi, nhà cửa rộng mà chủ khỏe thì nuôi con đực. Còn nếu mà chủ yếu thì nên nuôi con cái. Chủ mà sức khỏe mà hơi yếu yếu thì nên nuôi con cái, nhưng nuôi con đực quá kiểm soát lắm. Vin, bóng, ném tiếp, cầm bóng lại đây, cầm quả bóng lại đây, bóng đâu? Vin ra, Vin lấy bóng về đây, lấy bóng, lấy bóng về đây chơi ném tiếp chứ không thích ném nữa à? À, thích xoa vuốt à? Ra cầm quả bóng về đây, hơi mệt rồi đúng không? Ra cầm quả bóng về đây ném thêm 2-3 lần nữa đi. Rồi tí nữa rồi nghỉ, cầm về đây. Vin. Cầm về đây. Cầm vào đây ném cho, cầm vào đây cơ mà. Cái nằm đấy thì ai ném được. Đấy. Nha, xem mọi người sẽ thấy là cái con chó nó có một cái tự lập của nó chứ không phải là không. Nói là nó đều hiểu hết. Nhưng mà bây giờ nó đang mệt này, nó không muốn mình ném. Nó cầm quả bóng ra, nó cũng ra nghe lời, nó ra nó cầm quả bóng nhưng mà nó không cầm về. Mà nó nằm ở đây để nó nghỉ. Còn khi nó đi về ấy là nó đi người không, nó không cầm quả bóng về để mình xoa. Cầm vào đây ném thêm 2-3 phân nữa không tối chả nhìn thấy gì đâu.
Trời hôm nay quay trời tối rồi. Nào, trồng mấy cái cây tối luôn, cầm quả bóng đây anh nhám. Rồi bỏ ra, ném thêm 1-2 lượt nữa, bắt thêm 1-2 lượt nữa rồi nghỉ mà tháng. Ui giời, bắt dính quá. Cầm đây, tiếp Vin. Rồi, ok. Chưa được. À, sợ. Được, chấp nhận. Ok, vẫn được. Quay lại đây, làm lại tiếp phát nữa. Phát đấy chưa được 10 điểm. Phát đấy chỉ được 7 điểm thôi. Nào, tiếp phát làm phát 10 điểm. Ok, 10 điểm. Rồi, giờ nằm đây nghỉ đi. Thế được rồi, chứ nó mệt rồi. Nay quay trời tối. Ok, nằm đấy đi, uống nước đi. Nước non đi. Vin đẹp dai. Vin đẹp dai năm nay là, năm nay là Vin 7 tuổi. Vin được 7 tuổi rồi. Đẻ năm 2016. Đúng rồi, đẻ năm 2016. Được 7 tuổi rồi đấy. Thanh niên bắt đầu có cái râu ở bên mép bạc bạc rồi. Không biết là lên đến cỡ 10 tuổi thì nó như thế nào. Con đực bây giờ là cho nhân giống, lấy giống đến khi con chó nó 10 tuổi. Và con cái thì vẫn là 8 tuổi. Vì thực ra con đực cái mà 10 tuổi nhưng con nó khỏe, nó vẫn khỏe lắm. Nó vẫn như là con chó thanh niên đấy. Và đến khi nó xuống là cái tuổi già của nó, là cái giai đoạn nó yếu và nó kéo dài khoảng tầm 2-3 tháng thôi. Con nào nhanh thì cái giai đoạn tuổi già nó kéo dài 1 tháng thôi. Là rồi nó nằm xuống. Còn lúc mà nó chưa nằm xuống thì nó cứ khỏe thôi. Ok, nay quay Vin lúc nhá. Chào mọi người nhá. Để hôm nào có cái nút bạc về thì lại quay Vin tiếp nhá. Bắt bóng hơi bị đỉnh luôn.